Ít phút còn lại của chương trình ngày mới mời quý vị cập nhật thông tin giá cả thị trường. Hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị thông tin về giá heo hơi, giá cà phê và giá các loại trao cùng giá bí xanh, bí đỏ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Giá heo hơi hiện đi ngang trên diện rộng. Cụ thể tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi dao động trong khoảng 50.000 đến 52.000 đồng một ký. Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi dao động trong khoảng 49.000 đến 52.000 đồng một ký. Trong khi đó, khu vực phía Nam, giá heo hơi cũng đi ngang trên diện rộng và giá động trong khoảng 48.000 đến 53.000 đồng một ký. Giá cà phê tiếp tục đà tăng 200 đến 300 đồng một ký. Hiện giá cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên về quanh mốc 63.500 đồng một ký. Cụ thể, giá cà phê nhân xô tại tỉnh Lâm Đồng được thu mua với giá 63.200 đồng một ký, Giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Con Tum ở mức 63.500 đồng một ký. Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua với giá 63.600 đồng một ký. Tại tỉnh Đắk Lắc, giá cà phê hiện ở mức 63.600 đồng một ký. Theo các nhà bán lẻ, giá thu mua các loại trao đang đeo cao và điều chỉnh theo ngày. Chỉ nhận tại một số chợ cho thấy, các mặt hàng trao ăn lá như cải ngọt giá 25.000 đồng một ký, tăng 5.000 đồng một ký. Thậm chí tại một số hệ thống cửa hàng tiện lợi, giá hành lá lên đến 100.000 đồng một ký. Các loại rau gắn nhãn đạt tiêu chuẩn Việt Gáp như rau muống, rau dền, mồng tơi, cải ngọt, cải xanh, hành lá có mức tăng giá từ 10% đến 15% tùy mặt hàng. Các nhà vườn trồng bí xanh, bí đỏ cho biết – Đầu vụ năm nay, giá bí xanh dao động từ 6.000 đến 7.000 đồng một ký, giá bí đỏ từ 12.000 đến 13.000 đồng một ký. Tuy nhiên, đến nay giá liên tục rớt và hiện chỉ còn 2.000 đồng một ký với bí xanh và bí đỏ là 3.000 đồng một ký. Theo người dân, nguyên nhân giá bí hạ thấp là do cung vượt quá cầu nên dẫn đến giá xuống thấp. Bên cạnh đó, thời tiết không thuận lợi, sau bệnh nhiều, chất lượng giảm.